Ngày xưa anh đã từng nghĩ về một cái bộ phim Nha Trang nước lục và bánh mì. Rất là ít người hình dung về cái chuyện là ở Nha Trang có những cái điều đó. Tại sao bánh mì? Tại vì bánh mì của Nha Trang rất là ngon và nó nuôi anh lớn. Và bánh mì là cái thứ mà mùa lục á người ta ăn. Cùng anh nguyện thề hạnh phúc có đôi trọn đời. Huda, đậm tình miền Trung, hân hạnh tài trợ chương trình này.